Chào năm trăm anh em, hôm nay mình lại tiếp tục bổ một con vắt sổ nữa, hiệu Hikari nha. Con này thì hôm nay là bị dơ trụ kim, đấy các đại làm mãi không được. Hôm nay mình đem ra đây cùng với lại Nguyễn Đức Vlog sẽ bổ con này. Đây là hình ảnh anh Nguyễn Đức Vlog. Và kia là anh Hạnh Nhọ Ke Gá. Đây là Đại Đồ Lệ Swing. Đây. Mở lúc đó. Con này mà vừa mới tay dầu mà sao nó bẩn thế nhỉ? Vừa thay xong rồi sao đỏ lòm này? Khả năng là nó đánh vào chỗ nào cái ma dớ nó ra đấy. Chỉnh cho nó mất tầm à? Chỉnh cho mất, chỉnh cho mất. Lúc đầu kiểm tra là con này lỏng. Thì em lấy lại nhìn. Lấy rồi, chỉnh lại rồi. Chạy mất đi. Mà lay chụp vẫn còn dư. Bây giờ cái trục này đấy. Có đúng phải nó ba nó vừa cắt ra rồi. Mày rốt mày xả cái chiều ngang, bảo nó xả chiều ngang ra hơn để một ít chiều dọc thôi. Bảo lấy chỉ chưa? Đây. Bảo lấy đúng chỉ của nó đấy. Nhưng mà đây chúc mừng gạt trụ kim. Con này mà để trong thuyền thì đúng là ốm rồi. Con này như ai tháo rồi mà. Con nào đấy? Con này hôm nọ anh thay cái ấy này, thay cái lò xo của thiết bị đó. Cái bấm cắt thỉ đó, nó bam cái lò xo cũ. Gãy à? Gãy. Không, như mà phải nói là con máy này của con nụ này nó ngồi cái máy nào nó không phá con này chạy. Không phải nó chạy với một cái tốc độ kiểu gì đấy. Nó vẫn chạy bình thường. Con đấy chạy bình thường mà, làm gì nhanh lắm đâu. Rất bình thường. Nhưng mà nó ngồi con nào là sửa con đấy nhé. Và đứa khác rồi mà không được gì đâu. F2 tổ máy. Ở công ty này làm nếu có mấy đứa chạy 15, 15. Nó với này cái nhiên ngồi với nào hỏng với đấy. Mà khác rồi, bắt cái con béo béo ở tổ trưởng tổ 10 đấy gì? Không, 15 cơ mà. Thế thì nó chạy ẩu thì nó không ấy, đứa này rồi bên nào hỏng rồi. Ngồi mình chạy 5-6 câu, rồi bắt kêu hỏng. Lần đầu tiên nó hỏng nhẹ đúng không? Bây giờ là hỏng nặng luôn. Bây giờ là ngỏm. Là tan luôn. Tan luôn. Đây nha các bạn, anh em vẫn đang tiếp tục bổ sẻ thì hiện giờ là vẫn chưa tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Giờ mới đang làm mổ thôi. Tối về phải đặt lại tên kênh là cái gì, mổ sẻ vlog. Thôi mà cái này anh cắt hết nhạc cái âm này đi xong rồi cho nhạc đàn vào hay hơn. Cho vào thế thì ai xem người ta hiểu cái gì. Không, nhưng mà thế thì không thể cắt hết tiếng đi xong rồi anh thu lại. Chứ còn lấy được cái cắt tiếng mà. Chứ bây giờ nói như này còn tạp âm ấy. Sao mà nghe ra được? Không, nghe ra, được. Ra hết mà. Nghe được. Rõ nét luôn.
mấy bạn kia nó quay nó hay cắt hết đi xong rồi nó bắt đầu mới thấy là buồn mà. Đồ quá. Đi bớt đi Quang ơi. Đi bớt đi lên. Xếp. Ta đang thiếu rượu, ta đang lên cơn vật nên nhớ sửa được manh nhám rồi. Bây giờ á, miễn có chất kích thích vào trong người là được. Bây giờ không có rượu thì mày phải mua ngủ cho tao lon bò hút thì sang chảnh cho ta sửa được manh nhám. Đi anh đang làm một cái con này. Đi. Chuẩn bị một cười đấy. Làm đứt luôn qua được thiếu rượu nó đen đấy không? Đi đi. Không. Đi đi tí nữa không phải. Đặc thi à? Trần cảnh về lúc
rượu luôn đi. Đức. Đức ơi. Đây, nói. Giới thiệu để cho anh em biết. Cách khắc chế các đòn tấn công. Quanh rồi bò húc cho tao uống không ăn có đồ. Cái đấy thì phải hỏi anh Hạnh. Cái gì chị? Ai vứt? Bọn chị vứt lung tung đây, em vừa thấy. Đập được cái là dán trên máy không được. Dán trên máy rồi, cái máy này nó lắp kèo đây, bảo em vứt. Thằng nhỏ xách đồ ra. Về xách đồ ra cho nó máu. Của chị Hương ở đây đâu rồi? Sáng nay ở đâu? Cái nào? Có cái này đi kia nào? Cái chắp rồi à? Chắp ra đây nào bán ở này? Đâu? Đây. À đây đây. Ui giời, thế là mà chị gọi em về cái bữa. Không phải đâu, bạn ra đây. Bạn về phải gọi ra đây. Bạn cháu ấy bạn lá ấy. Ấn nút cứng quá. Hả? Bạn cháu bạn lá ấn nút cứng á. Cứng á? Cứng này đừng ấn nữa. Không có dầu ăn là kẹt luôn. Đấy đi ăn chục kìa. Nó cái đang nhảy, nó lấy, nó muốn lấy cái này mà đây chứ. Đóng kéo rồi. Kéo này. Kẹp cái trục nào. Kẹp kẹp trục. Thôi rồi. Ôi, đừng dùng bám mất ở đây. Đưa đây đây. Thay vì bán ra này. Mẹ nó nhấc từ đi nhỉ. Nào bò này nè. Sao đi. Sao vừa cái loại lô đổ dầu đây. Đổ nhiều quá. Vừa đổ dầu xong mà dầu coi như là nó lo luôn. Kiểu đi thôi. Con nào cũng đổ lo này luôn. Dầu lần này là bao con rồi ra chưa rồi kéo mà rơi nhẹ lên đấy này để lấy em nhé ra chưa
giờ vẫn, này vẫn đang tiếp tục đục. Thôi cứ để đây đi. Đây này mang đi đánh bóng rồi. Đây các bạn đã lấy ra, đã lấy hàng rồi nha. Bị cháy, cháy trục trong sự bào mòn, đã tìm ra nguyên nhân. Tôi bảo ông người ông lắp vào con kia kia gì đúng không? Nhưng mà cái bộ tách góc đấy không có cái kia. Nó đây gạt. Bộ tách này là của... Cái đấy chỉ thay vào con Siruba này được. Phải đổ keo vào đấy chứ. Đấy, kiểu đấy không ăn thua. Mình phải đổ keo vào cơ, xong bắt đầu mình cò đi cò lại. Cái này là tươi. Đấy, đúng bài luôn đấy. Đấy, thưa anh em nha, bây giờ là đang đến giai đoạn là thông cống. Bây giờ là đang đến giai đoạn thụt ra thụt vào liên tục. Chủ yếu cái bên này thôi, cái bên đấy không bị nhiều đâu, cái bên này nhiều.
trắng ấy, em có nhìn rõ không? Còn miếng dây nhám nào? Hả? Còn miếng dây nhám nào? Nhám mịn. Nhám mịn này này. Đâu? Vợ nó tả bà Vi ở đấy. Sau một thời gian cho máy chạy nghỉ chạy lốp ra, bây giờ là sẽ quay lại làm lốp cùng với anh em. Tôi từng cảnh với lốp, không? Đạo diễn chương trình này. Đây là Đệ Tùng, Đệ Út. Đệ này thì tắt rồi. Đệ này rất máu đánh nhau, đặc biệt là đánh nhau với phụ nữ. Chuyên tụt quần này là đánh. Nhá, cái thằng Quang kìa, bảo để anh lấy cho này. Sao? Tụt cái gì? Tụt gì đến đấy à? Rơi mẹ ăn dưới rồi. Ô tổ. Nhung nhàng kéo lại phải mở cả đít ra. Bây giờ nếu nhìn thấy nó đâu. Bây giờ là rơi vào chỗ nào? Bây giờ là tiết mục tìm ốc, tìm kim. Mỏ ốc, mỏ ốc kim đấy vậy. Ở công ty mua cho cái bút, rút ra cái con châm đầu á. Còn chọc nó rơi mẹ ông. Và cái kết là bây giờ là cái trắng này đấy. Anh em đã mò ốc và ốc thì không mò được thì bây giờ là ta tháo hẳn ao xong ta vét ốc. Chặt kéo mình tháo. Tình hình đi nào, tối nay mời thì mời đi. Đức thì đang bảo là đen suốt từ tối hôm qua. Đặt thẳng xuống đất đi em. Nó chảy xuống rồi. Từ từ ơi, lộn. Mình áo là mình cũng sợ rơi rồi. Đéo lộn. Nhiều thế, tao đổ dầu ấy. Hả? Tao đổ dầu đổ nhiều đấy. Nhiều gì con này vừa. Nhưng mà chứng tỏ là dầu cũng không đến nỗi bẩn lắm đâu nhỉ. Không, mình say hết rồi. Nhưng mà nó khi mà nó may nó phụt lên ấy đỏ lòm. Đỏ ấy là cái nắp nữa. À. Cái nắp này này, cái nắp dầu ấy, cái nắp, nắp trên ấy, đúng nó bẩn màu đấy. Thì mình nhìn qua cái đấy khả năng, khả năng là nó ám rồi đấy. Nhìn vào rất giống cái đứa cắt tê ở trên 4 đi. Thôi gọi đóng vào nó. Và đây là có sự tham gia của em gái xinh tươi. Anh em, chụp. Em mặc áo em mặc áo lông chim. Đi
mò thấy ốc chưa? Đấy, đấy lốt lên kia đi. Nó lau qua đây đi thôi. Ôi cái cắn đổ làm gì? Đây nha các bạn, anh em rất cẩn thận. Đây là cái màng bám của máy chạy sau một thời gian nó bị vào mòn. Đây là anh em sẽ vệ sinh để cho tuổi thọ của máy sẽ được kéo dài hơn. Hôm ấy thì đóng cái kia trước đi các chú ơi, không nó lại rơi xuống thì anh em lại vất vả lại tháo ao mò ốc. Đóng cái bộ máy phải không? Đấy, anh em đang cùng nhau nghiên cứu, đang rất say sưa. Nghiên cứu tối nay đánh theo đề gì? Tiết mục lúc nãy là tháo ao, mò ốc, và mò không được thì đã tháo ao và bắt ốc, và bây giờ ta bắt ốc. Đây là mò ốc và bây giờ là bắt. Con 50 nha. Không, giờ tao báo nó đâu. Nó nợ nhiều quá. Tao với cả mấy triệu tiền đề nó xóa hết cả ruột. Mày em bơm cho mặt nào nữa đi. Không, tiền của mày là người khác. Người khác. Đây 26 đà đây, kẹp đây rồi. Điệt mẹ, đè chó Tùng, mày đừng có nói là 26, tối lại về 26 nha. Đè đây chứ được. Con máy này hôm nay bị bổ 2662. Cho nó vào chỗ của nó đi. Ừ, nhớ đi. Rồi. Đây rồi. Đây cái đấy rồi. Quay cặp kênh nhé. Dương vật. Đấy, nó vào nhà bà say mít đi cả. Nhất nghe cả tầy. À này chứ, anh Cảnh ơi, chiều anh ở lại hộ em rồi. Em về em sửa nha. Ôi giời ơi. Lẹ lúc đi thì còn để em chở nha, lúc về là thôi. Anh ơi để em chở cho. Sửa nhà đéo gì. Sửa mãi dưới Bình Thuận. Chịu. Ráp lại. Đây, anh muốn đóng đấy. Ôi, quá. Nó sẽ có một đoạn nào đấy. Rồi, thật khớp để nó đi vào được. Rồi. Yeah. Rồi, anh đóng ngược lại. Đúng rồi. Tháng lương 12 này này. Thịt mẹ đéo có tiền nổ 26 à. Nước báo đi. Hôm qua về bao nhiêu? Không biết. Đéo không quan tâm về bao nhiêu. Mà Tùng này nói đấy như lần trước đấy, bảo đánh như đề đấy, xong nó nói xong cuối cùng bảo nó đéo đánh cho mà về đấy. Nước báo đi. Báo đi. Mai thằng em sẽ đưa nha. 2662 nhá, mỗi con làm gì? Mày lại tổ 1 đấy. Tổ 1 mới có tiền. Đây còn đồng nào đâu.
đi nữa. Đấy, bây giờ là anh em đang ráp lại. Đấy, và lấy chiều sâu trung tim rồi. Đã gần đến công đoạn hoàn chỉnh. Chuẩn bị đưa vào tiếp tục sản xuất. Các bạn nhớ đăng ký kênh Chân Cảnh Vlog. Có con nặng không? Con nặng không? Đưa cho nè. Nhẹ đấy. Đây. Nè, Trần Thi nhá, Trần Thi đang đi khả kiện ở Nguyễn Đức. Đấy. Tóm lại ấy, bây giờ mày mời tao, tao kéo đi. Cho mày một cơ hội. Tao đéo cần cơ hội nào hết. Trần Thi đang đi khả kiện ở Nguyễn Đức. À, tối nay có thịt chó hay không? Không có thằng nào là bạn tốt của mày. Tốt nhất là mày tránh lại kia. Mày có tin bố mày cho ăn nóng cát vào đây không? Mà tôi rất nhiều có thể sang quê với thể. Bố mày cho ăn nóng cát vào. Bây giờ máy là chuẩn bị chỉnh xong rồi. Nhưng mà anh em đang khả kiện nhau. Đấy, đi, có em gái đi qua mông to thế. Được rồi. Bây giờ là đang lấy kim ra này. Lên nhưng mà tao phải đóng được cái trục kia xuống đã. Đóng xuống. Đấy, à, mới ra rồi. Lấy được gì mà xong. Chờ đi nhá. Xong mới lôi đỡ hút ra. Đây là căn bệnh của máy này. Để nóng quá thì nó phát sinh nhiệt ra thì nó... Đây là mình mới chỉ xử lý cái trục thôi. Đây nha anh em. Đây là anh em đang tiếp tục khắc phục với lại trụ kim máy vắt sổ Hikari do trụ máy cong vênh, và hiện nay phụ tùng vẫn đặt mua nhưng chưa về được tới nơi. Đấy, người ta khắc phục để có thể có máy để sản xuất ngay. Báo cáo anh các bác là đây là trên tinh thần học hỏi nhé. Các bác có cái cách gì mà nắn được trụ kim này tốt nhất thì chia sẻ cho anh em cùng nhau giao lưu kinh nghiệm, chứ còn em thì nắn các kiểu con đà điểu, càng nắn nó càng cong. Cách duy nhất là mài, mài nhỏ đi bớt đi một chút, miễn làm sao mà trụ kim của mình nó không dơ là được. Đấy, có máy sử dụng luôn. Chứ chờ đợi thiết bị thì lâu quá. Đấy, vẫn hơi rít phải không? Nó xuống ở đến đây rồi, nó còn một đoạn nữa. Đây nha anh em nhá. Trụ kim của máy hai kim nhá. Nhìn như là cần anten của TV ngày xưa nhé các bạn. Đó, rất mỏng luôn. Đấy, nếu mà anh em mà làm không cẩn thận là sẽ hỏng luôn. Khó sơi. Thank you.
bác nào bên thợ máy quành lại nghề này nhìn thấy mặt Đức thì không biết còn nhận ra Nguyễn Đức ở trên nhóm hộ anh em không? Đã từng làm hai kênh YouTube. Live stream với thầy Nguyễn Tập. Đây anh em. Đấy, máy là hỏng nặng quá. Với thời gian là làm cũng không còn thời gian làm nữa, không kịp. Anh em mình tạm thu đồ. Thu đồ đấy. Thu đồ gọn vào đây. Ok, bây giờ là mình sẽ cho hết rồi túi bóng này. Đấy, để mang về để nhấm rượu. Đấy. Còn máng miếc thì cứ tạm thời là gá tạm đây đã. Ngày mai bắt đầu là còn thời gian anh em ta lại triển tiếp. Nhưng mà do chạy tốc độ cao quá cho nên là máy sinh ra coi như là ma sát. Tạm thời chào anh em tại đây đã. Chào tất cả anh em, hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm nốt con bắt tổ hôm qua mà đổ ra, nhưng mà thời gian không có hạn. Hôm nay mình tiếp tục mình làm nốt. Thank you.
bị lỗi nó kẹt chứ bà. Ô, phải... con bị lỗi ở đâu? Lỗi ở dưới kia. Đây là cái xe đấy, cái ba anh làm á? Mai vẫn bảo mà, không mai mà em vẫn gửi cho. Mai vẫn bảo gì? Được, nó được, ok. Mai ấy xong bắt đầu bắn qua rồi.
hút thế rồi à? Hút rồi. Cho không mà hả? Đâu cái bạc đồng nữa đâu? Còn một đoạn nữa đấy rồi. Đoạn nó đến đây rồi được. Đâu bạc nữa. Cái này hôm qua ok đây rồi. Có máy đánh như không được. Giờ mình toàn đánh ở đây ấy. Máy kia mình cầm ở đây được. Cái loại kiên trì những người gặp cảnh. Đúng rồi đấy. Đấy, bỏ chỉ như mai vào bổ 2 đấy. Mai nó còn trước. Thank you.
gì thì sai sai dùng chung với tổ 12, dùng chung với tổ 12. Tổ 12 bây giờ nó sản nó to rồi. Đây 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 đây. Cái máy này không không chạy được. Cái này bản nó bé. Giờ ông sửa mình có 4 con máy đấy thôi. Mình đang mở dùng chung với con đấy. Thank you.
cảnh không biết là hôm nay đi đâu em ạ. Bỏ vị trí đấy nhỉ. Dạo này bận lắm. Chắc ông ấy chạy chỗ nào á. Đang nghỉ lắm. Giờ này anh được lên YouTube nhiều quá nhỉ, xem YouTube là Đức đi. Anh lên YouTube nhiều hết. Yeah. Lâu lâu làm tí cho nó vui. Quan trọng là hai cái này động cơ giống động cơ xe máy nhỉ. Máy bay em 4 kỳ đây. Máy bay. Con này là 4 kỳ, 2 kỳ. Hả? 28 kỳ. Con này máy bay em. Thôi ăn cửa tôi đây. À.